Một nguồn tin Hoa Kỳ cho hay, Tổng thống Biden thảo luận với các thượng nghị sĩ Cộng hòa về kế hoạch cứu nguy kinh tế. Tổng thống Joe Biden mời nhóm 10 thượng nghị sĩ của Cộng hòa đến Tòa Bạch Ốc để thảo luận về kế hoạch cứu nguy kinh tế vốn còn đang trong vòng tranh cãi. Bà Jen Psaki, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc vào hôm Chủ nhật 31 tây tháng Giêng cho biết, Tổng thống đã nói chuyện với thượng nghị sĩ Susan Collins, Cộng hòa Maine, người đứng đầu nhóm soạn thảo của một số kế hoạch kinh tế với ngân hàng chỉ bằng 1/3 số tiền mà hành pháp đề nghị. Lời mời của Tổng thống được đưa ra chỉ sau vài giờ so với nhóm 10 thượng nghị sĩ công bố kế hoạch và kêu gọi đàm phán, thay vì để phía Dân Chủ đơn phương thông qua dự luật trị giá 1.9 ngàn tỷ để vực dậy nền kinh tế bị chao đảo vì dịch COVID-19. Trong một lá thư gửi tới ông Biden hôm Chủ nhật, nhóm thượng nghị sĩ phía Cộng hòa yêu cầu Tổng thống Joe Biden hợp tác trong đề nghị trợ giúp chống COVID-19 trị giá 600 tỷ của họ, giữa khi phía Dân Chủ chuẩn bị để tiến tới việc thông qua biện pháp trị giá là 1.9 ngàn tỷ, dù có hỗ trợ ở phía Cộng hòa hay không.